Giờ em chào các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyệt. Hôm nay em lại đang có một cặp bánh carbon mới về để gửi đến các bác tham khảo đây. Cặp bánh này của em mang thương hiệu Brime. Đây là một thương hiệu đến từ nước Anh các bác nhé. Sau đây em đi vào giới thiệu chi tiết cái cặp bánh này. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em một số điện thoại là 0936 525 998 và Zalo là 0983 525 862 các bác nhé. Đấy, một cặp bánh Brime, thương hiệu đến từ nước Anh các bác nhé. Bản này thì nó là bản cao 5 cm. Đấy, dòng này là dòng Primavera các bác nhé. Bánh sử dụng bằng Faker kháng zin các bác nhé. Cái cối của nó là cối 11. Đấy, các bác đang sử dụng những cái bộ group 10-11 lít của Shimano, là các bác Shimano hoặc là SRAM các bác nhé. Đấy, là các bác dùng được cho cái cối và cái cặp bánh này. Bánh này thì nó là hàng tháo xe nên là nó còn một chút cái mỡ này các bác này. Cái mỡ người ta cho vào cối xong là người ta mới bỏ cái clip vào các bác nhé. Nhưng mà nó chưa dùng đâu các bác ơi, tháo xe nhưng mà chưa dùng các bác nhé. Đó, đây còn nguyên mỡ đây các bác này, chưa có cái vết clip, chưa có dấu hiệu sử dụng các bác nhé. Mới 100% luôn. Cái này thì cái nan của nó nan dẹp. Dòng này thì nó chạy full bạc đạn các bác nhé. Full bạc đạn luôn. Đấy. Bạc đạn cối nổ các bác nhé. Đấy, dòng này thì em bán khá là nhiều rồi, rất là trớn. Vừa rồi thì em mua được một lô đâu, nó có đầm đâu hình, em nhớ loanh quanh đâu, nó khoảng 5 cặp đấy. Thì em bán gần hết rồi, hình như cái cặp này là cái cặp cuối cùng ở trong cái lô đấy các bác ơi. Đấy. Cái đùm của nó ấy, thì nó chạy đùm oval các bác nhé. Dòng này thì nó sử dụng bằng nan đời mới, cái chân của nó là chân thẳng luôn. Bánh này em bán các bác về xài rất là ngon các bác nhé. Và cái dòng này thì nó sử dụng vỏ ruột rời, hay còn gọi là xăm lốp các bác nhé. Bản này là bản 5 cm, tháo xe mới nên là chắc chắn là cái hình thức thì nó cũng còn rất là mới rồi. Đấy, nó chỉ thiếu mỗi cái thùng thôi các bác nhé. Má phanh chưa có dấu hiệu sử dụng các bác nhé. Đùm oval rất là trớn và mượt các bác nhé. Đây cái hình thức của cái bánh đấy, Brime. Bản 5 cm đó, nan dẹp. Bánh này thì rất là trớn các bác ơi. Đây các bác. Nó chạy full bạc đạn hết các bác nhé. Nói chung là cái tầm giá này thì nó không có bạc đạn ceramic đâu các bác ơi. Rất là trớn luôn, đùm oval này. Đó. Đây là cái bánh đằng trước của nó, chưa có dấu phanh các bác nhé. Thương hiệu của Anh, đây, hàng chính hãng các bác nhé. Bạc đạn này các bác này, rất là nhẹ. Đùm oval concept. Cái ti bật này của nó bằng titan các bác nhé. Nó bằng titan nên là cái trọng lượng của nó rất chi là nhẹ luôn. Và các bác không bao giờ lo là nó bị rỉ sét các bác nhé. Series đầy đủ. Giá thì nó, nói chung là nó chỉ bằng một cái cặp bánh hàng Trung Quốc thôi. Hàng Trung Quốc thì nó không theo một cái tiêu chuẩn nào cả. Cái này thì nó là thương hiệu của Anh. Chắc chắn là cái chất lượng của nó thì sẽ rất là ok rồi các bác ơi. Và nó có một cái mức giá thì cũng rất chi là dễ chơi. Đây các bạn này. Rất là trớn và nhẹ các bác nhé. Nó quay như bạc đạn ceramic vậy. Nói chung là em cứ giữ như này cho nó quay thì không biết đến bao giờ cho nó dừng. Rất là trớn, quay rất là lâu, cầm mỏi tay luôn các bạn.
Rồi, cái cặp này thì như lần trước em bán ấy, mấy cái cặp lần trước ấy, thì em để các bác là giá là 10 triệu 500 các bác nhé. Bán bằng mấy cái cặp lần trước thôi. Mấy cặp lần trước em lúc đấy là em đang cần tiền để em lấy mấy cái cặp bánh Campa ấy. Đấy. Thì cái cặp này nó là chắc là nó là cái cặp cuối cùng ở trong cái lô mà em mua được. Thì thôi cũng bán luôn cho các bác là 10 triệu 500 các bác nhé. Đấy. Đấy là sau mà ví dụ nó có hàng về thì giá nó sẽ nhích hơn một chút các bác nhé. Giá này là giá đang là bán thanh lý giao lưu các bác thôi. 10 triệu 500 các bác nhé. Mới, hàng tháo xe. Bác nào có nhu cầu sử dụng cặp bánh này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0936525998 và Zalo là 0983525862. Em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.